Nào, cất đồ chơi đi con, rồi đi chơi nè. Thóc vào thóc, gạo ra gạo rồi đi chơi nhá. Thôi đi con. Cất đồ chơi rồi đi chơi nè. Cất đồ đi chơi nào, thu dọn đồ đạc nào. Đúng rồi. Thế, à, mẹ ngồi khỉnh dâu lên xem con dọn nhà nào. Ngồi khỉnh dâu thế nào, đúng rồi. Đồ chơi đi, cất đi chơi nào, đi chơi nào. Rồi, đúng rồi, nhặt lên con, nhặt tiếp đi. Cất đồ chơi vào. À, mình xếp hình đất kìa con kìa, xếp hình đất này, xếp đất đấy. Mình xếp gỗ đấy, con cất đi. Nào, cất ở trong giỏ nào. Đúng rồi. Cái trong giỏ đây con. Đúng rồi. Thế. Ôi giời, đúng rồi. Còn biết sóc có giỏi nha, đứng nữa. Cất đi. Đúng rồi. Con nào đuôi tôm cất lên nào. Ừ, đúng rồi, vẫn sắp hết rồi. Cất tiếp đi con. Rồi tí mẹ cho đi chợ nào. Túi giấy chợ đâu? Đúng rồi, giỏi quá. Cất ở túi đi nào. Cho sọt đi. Thế. Đúng rồi, hai tay hai món. Nào, cho vào sọt đi con. Đúng rồi. Ô tô nhà con. Ô tô của con đâu? Này, ô tô cất đi nào. À, đúng ô tô rồi, đen giỏi quá. Cho ô tô vào sọt đi. Đúng rồi, xúc xắc đâu nhỉ? Còn cái xúc xắc con kìa. Xúc xắc đâu? À, bạn cháu gỗ à? Thôi cất Đúng đi, rồi, cất cho đi con. bạn. Rồi, cái xúc xắc đâu nhỉ? Xúc xắc đâu? Đúng rồi. Cất đi nào. Rồi. Rồi, đúng rồi. Nhặt tiếp nào, giỏi quá. Anh ơi, còn bạn bạn nhạc kìa. Bạn nhạc cất đi Bạn phát nhạc. nhạc đâu? Bạn phát nhạc của con, bạn alo đâu? Bạn alo đâu? Đúng rồi. Rồi, cất đi nào, cất vào Bạn trong, bạn nào. cất đi nào. Hết giờ chơi rồi, cất đi nào. Đúng khi mà nó thích thì nó quên rồi. Được rồi, nào cất đi con. Được rồi, cất nào con. Đưa cho mẹ nào.
Rồi đưa bố xin nào, hãy đưa bố xin nào. Em ơi đưa bố xin nào. Nén ơi. Bố xin. Nào cắt mấy cái hình nữa đi con.